Ferdinand de Lesseps, cha đẻ kênh đào Suez và thất bại với kênh đào Panama. Ferdinand de Lesseps không phải là một kiến trúc sư, cũng không phải là một nhà tài chính. Xuất phát điểm của ông là một nhà ngoại giao. Thế nhưng de Lesseps chính là cha đẻ của kênh đào Suez, công trình được ví như huyết mạch của kinh tế thế giới. Ông cũng là người tạo nên móng cho thủy lộ nhân tạo Panama. Nhưng cũng vì công trình này mà de Lesseps phải nhận những thất bại cay đắng lúc cuối đời. Nhà ngoại giao với ý tưởng táo bạo. Ferdinand de Lesseps sinh ngày 19 tháng 11 năm 1805 tại Versailles của nước Pháp, trong một gia đình làm nghề ngoại giao cha truyền con nối. Từ giữa thế kỷ 18, tổ tiên của ông đã làm nghề chính khách. Bác ruột của ông là một quý tộc dưới triều vua Louis thứ 16. Bố của ông, Mathieu de Lesseps, từng là cận thần của vua Napoleon Bonaparte. Giữa những năm 1820, theo lời khuyên của cha và chú, de Lesseps nhập học trường ngoại giao. Sau khi làm việc ở Lisbon, Bồ Đào Nha, Tunis, Tunisia, Algiers, Algeria, ông đảm trách vai trò lãnh sự Pháp tại Ai Cập. Đây là thời kỳ để lại ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời của ông sau này. Chính tại đây, de Lesseps đọc được cuốn sách của kỹ sư Le Père gửi hoàng đế Bonaparte và ngay lập tức bị thu hút bởi ý tưởng có phần táo bạo đó. Theo đó, cuốn sách nói về việc đào một con kênh băng qua dải đất Suez, một ý tưởng từng được các pharaoh Ai Cập nhắc tới từ nhiều thế kỷ trước. Sau đó, đến cuối thế kỷ 18, khi chinh phục Ai Cập, Napoleon Bonaparte đã cho tiến hành các nghiên cứu về việc xây dựng một con kênh nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Tuy nhiên, dự án này sau đó đã bị gác lại vì Napoleon phải quay trở về nước Pháp. Sau khi khơi lại ý tưởng xây dựng kênh đào Suez, Ferdinand de Lesseps đã tiến hành một công trình nghiên cứu khảo sát vào năm 1846 và khẳng định mực nước giữa Địa Trung Hải và Biển Đỏ không chênh nhau. Nhờ vậy, việc xây dựng một con kênh nhân tạo là phương án khả thi. Năm 1849, sau một số sự kiện, Ferdinand de Lesseps từ bỏ nghiệp ngoại giao. Chán nản, ông trở về trang trại của mình ở Indre làm công việc đồng áng. Ông tận dụng thời gian ở đây nghiên cứu tỉ mỉ về dự án kênh đào Suez. Ông cũng gửi một bản tường trình về việc này tới phó vương Ai Cập nhưng không nhận được hồi âm. Nỗ lực thực hiện ý tưởng kênh đào Suez. Năm 1854, Sát Pacha, người bạn cũ của Ferdinand de Lesseps, chính thức lên ngôi phó vương Ai Cập. Được đón tiếp trọng thị ở Alexandria, de Lesseps nói chuyện với vị hoàng thân trong nhiều ngày về con kênh đào. Ngày 30 tháng 11, 1854, vị phó vương trao cho Ferdinand de Lesseps độc quyền thành lập, quản lý công ty kênh đào Suez và khai thác con kênh nối giữa Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Vấn đề còn lại là tìm nguồn tài chính và sự ủng hộ của các quốc gia liên quan. Nhờ sự ủng hộ của phó vương Ai Cập, dự án kênh đào Suez được nhiều nhà tài chính lớn của châu Âu tham gia, như nhà quý tộc Rothschild, anh em nhà Perrier. Phải nói rằng giới tài chính đã nhanh chóng nhận thức được lợi ích của con kênh, điển hình như việc không còn phải đi vòng qua Nam Phi nữa. Con kênh sẽ góp phần làm tăng trưởng nền thương mại và kinh tế thế giới. Dự án làm kênh cũng thuyết phục được giới kỹ nghệ và các kỹ sư. Với tài năng ngoại giao bẩm sinh, de Lesseps tìm mọi cách lôi kéo thật nhiều người ủng hộ mình. Để làm điều này, ông đi khắp nơi trình bày về dự án, trong đó có Anh, Nga, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Tây Ban Nha, Pháp. Trong 3 tuần lễ tại Anh, ông đã đi thuyết trình tại 13 thành phố. Tại New York của Mỹ, Wall Street và giới báo chí đã đón tiếp ông nhiệt tình. Con kênh không chỉ được coi là biểu tượng của sự tiến bộ, mà còn hứa hẹn sẽ đem lại không ít lợi nhuận. Tuy nhiên, công việc ngoại giao vấp phải không ít trở ngại, lo ngại ảnh hưởng của Pháp, nước Anh tìm mọi cách để làm khó. Mặc dù vậy, lúc này công ty kênh đào Suez đã huy động được 200 triệu franc nước Pháp nhờ sự góp vốn của 15 nước, trong đó Ai Cập là cổ đông hàng đầu chiếm 44% tổng số vốn. Khai sinh kênh đào Suez. Từ nỗ lực của Ferdinand de Lesseps, tháng 4 năm 1859, dự án xây dựng kênh đào Suez chính thức được khởi công. Dù đã lường trước những khó khăn thậm chí nguy hiểm của việc thiết lập một con đường qua biển lớn, nhưng những người thực hiện dự án cũng không thể ngờ mọi việc lại gian nan đến vậy. Thời kỳ đầu, 2,4 triệu công nhân đã phải đào kênh bằng tay, về sau mới được bổ sung tàu hút bùn và máy đào chạy bằng hơi nước. Việc dựa chủ yếu vào sức người,
căn bệnh dịch tả khủng khiếp đã khiến khoảng 125.000 người thợ thiệt mạng. Tranh chấp lao động, bất đồng chính trị, tất cả đã khiến cho tiến độ xây dựng vô cùng chậm chạp. Phải đến 10 năm sau đó, vào ngày 17 tháng 11 1869, kênh đào Suez mới chính thức bắt đầu thông thương. Kênh đào Suez nằm ở phía tây Ai Cập, nối liền thành phố cảng Port Said trên bờ địa Trung Hải và thành phố cảng Suez nằm trên bờ biển Đỏ. Khi đi vào hoạt động, kênh đào Suez đã góp phần rút ngắn tuyến đường biển cho những con tàu dưới 150.000 tấn đi từ Đại Tây Dương qua địa Trung Hải đến biển Đỏ, rồi qua Ấn Độ Dương hay ngược lại. Cũng nhờ có kênh đào Suez, con đường biển từ London, nước Anh tới Mumbai, Ấn Độ đã được rút ngắn gần 12.000 km. Kênh đào Suez nhanh chóng có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của nền giao thương thế giới. Cho đến nay, nó vẫn là huyết mạch sống còn của tuyến lưu thông hàng hóa từ Đông sang Tây, đặc biệt là vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển. Mỗi năm có khoảng gần 19.000 tàu chuyên chở khoảng 700 triệu tấn hàng hóa các loại đi qua kênh đào này. Nhờ lợi ích mà kênh đào Suez mang lại mà Ai Cập nhận được sự hỗ trợ của Mỹ và luôn được Mỹ xem như hòn đá tảng trong chính sách Trung Đông của Mỹ. Thất bại trước kênh đào Panama. Ở tuổi 64, danh tiếng của Ferdinand de Lesseps lừng lẫy khắp thế giới. Tất cả các dự án lớn đều mời ông làm cố vấn, như dự án làm đường ngầm dưới biển Mansur hay kênh đào Panama. Tuy không phải là người khởi xướng, nhưng ông đã ủng hộ và tham gia hết mình vào các dự án này. Uy tín của de Lesseps đã giúp cho ông có thể áp đặt những giải pháp kỹ thuật mặc dù các nhà chuyên môn tỏ ra dè dặt. Năm 1880, công ty của de Lesseps bắt đầu kế hoạch xây dựng kênh đào Panama nối giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Ông thực hiện những chuyến đi khắp thế giới, thuyết phục cổ đông góp vốn. Công trình được chính thức khởi công ngày 1 tháng 1 năm 1882. Tiếc là de Lesseps đã không gặp may. Tháng 9 năm đó, một trận động đất lớn ngay trên eo đất Panama đã đẩy công ty vào thế khó khăn. Tiếp theo đó là dịch bệnh, là những khó khăn về kỹ thuật chồng chất, là khí hậu khắc nghiệt của vùng Trung Mỹ đã gây thêm khó khăn. Sang năm 1882, khi số tiền huy động đã bắt đầu cạn, công ty quyết định phát hành trái phiếu nợ và tiếp tục thêm hai đợt như vậy nữa vào các năm tiếp theo. Theo tính toán, tổng số nợ của công ty đã lên đến 400 triệu franc Pháp. Tín hiệu khủng hoảng đã đến khi công ty này phát hành trái phiếu lần thứ ba thất bại. Và công ty của de Lesseps buộc phải thương lượng lại cổ phần của mình với các ngân hàng. Vận đen đủi của ông đến đúng lúc nước Pháp lâm vào khủng hoảng tài chính. Giá cổ phiếu sụt giảm mạnh, cổ phiếu của công ty de Lesseps cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Năm 1885, Jacques de Lesseps, con trai Ferdinand de Lesseps, tiếp quản toàn bộ công việc quản lý công ty từ cha. Jacques quyết định cải thiện công việc kinh doanh của công ty thông qua việc phát hành trái phiếu cho vay dài hạn, dự kiến thu về 600 triệu franc Pháp. Tuy nhiên, việc phát hành trái phiếu với số lượng lớn như vậy gặp trở ngại về thủ tục pháp lý, bắt buộc phải nhận được sự đồng ý thông qua của Hạ viện và Thượng viện. Jacques và cha còn thực hiện nước cờ táo bạo là vận động hành lang quy mô lớn với các nhà báo, các bộ trưởng và các nghị sĩ cả hai viện của Quốc hội Pháp. Cuộc chiến xung quanh việc phê chuẩn của quốc gia đối với quyết định phát hành trái phiếu cho vay kéo dài khoảng 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, để tồn tại được, công ty của de Lesseps đã phải phát hành thêm hai khoản vay thông thường. Để thu hút các nhà đầu tư, công ty đã làm cho trái phiếu trở nên đặc biệt hấp dẫn bằng cách tăng lãi suất danh nghĩa 10% mỗi năm. Đến tháng 4 1888, Hạ nghị viện Pháp thông qua các khoản cho vay. Sau đó, nó cũng đã nhận được sự chấp thuận của Thượng viện và Tổng thống. Số tiền tối đa của khoản vay đã được tăng lên đến 720 triệu franc Pháp, vượt xa dự tính ban đầu của Jacques. Thế nhưng, đợt phát hành trái phiếu vào tháng 6 1888 lại thất bại hoàn toàn. Công ty chỉ thu về vỏn vẹn có 254 triệu franc Pháp. Cuối cùng, ngày 4 tháng 1 1889, tòa án tuyên bố phá sản và thanh lý đối với công ty của de Lesseps. De Lesseps và con trai của mình là Jacques đều bị phạt tù và phải bồi thường. Tuy nhiên, de Lesseps không phải đi tù do tuổi tác. De Lesseps qua đời ngày 7 tháng 12 năm 1894. 5 năm sau ngày đó, để tỏ lòng tôn kính đối với một trong những thiên tài sáng tạo của thế kỷ 19, một bức tượng hoành tráng của ông đã được xây dựng ngay ở lối vào của con kênh đào Suez. Tuy nhiên, đến cuối năm 1956, sau khi Ai Cập quốc hữu hóa kênh đào Suez, bức tượng đã được gỡ bỏ, tượng trưng cho sự kết thúc quyền sở hữu kênh đào này của người châu Âu.
bức tượng được chuyển đến cảng Foat. Tuy không thành công với canh đào Panama, nhưng những khảo sát của de Lesseps vẫn được người Mỹ dùng làm cơ sở để hoàn tất công trình canh đào này vào đầu thế kỷ 20. Canh đào Panama được coi là một cuộc cách mạng trong giao thông đường biển của thế giới. Nhờ có công trình thế kỷ này, tàu chở hàng không phải đi qua Nam Mỹ và mũi Cap Horn nguy hiểm, rút ngắn đường đi giữa hai đại dương, tiếp tục là đường dẫn then chốt trong hàng hải quốc tế. Dù sự nghiệp không có ánh hào quang trọn vẹn, nhưng đến nay, không ai có thể phủ nhận rằng sự ra đời của canh đào Suez và Panama đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển giao thương của toàn thế giới. Và cũng không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng to lớn của Ferdinand de Lesseps đối với hai công trình thế kỷ này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!